Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ với rất nhiều ưu điểm, giúp nuôi dạy những em bé độc lập, tự tin và hạnh phúc. Và cho dù bố mẹ có cho các bạn nhỏ theo học ở trường Montessori hay không, thì việc áp dụng tinh thần của Montessori trong việc giáo dục trẻ ở nhà cũng vô cùng quan trọng và hữu ích. Ngày hôm nay thì Mầm Nhỏ sẽ review một bộ thẻ học cụ để bố mẹ có thể cùng thực hành với con ở nhà phương pháp Montessori này. Bộ thẻ gồm có hai hộp với hai chủ đề khác nhau. Hộp thứ nhất gồm các thẻ giúp bé phân biệt các loài động vật, thực vật và phân biệt màu sắc, hình dạng. Hộp thứ hai giúp bé làm quen với các chữ cái tiếng Việt và các con số. Một điểm nữa mình cũng rất là thích ở bộ thẻ học cụ này, đó chính là phần hộp rất là dày dặn và cứng cáp. Và phần các tấm thẻ này cũng làm từ bìa dày cứng, cán ni lông mờ. Và đảm bảo là nếu các bạn ấy có hơi mạnh tay một chút thì những bộ này cũng vẫn có thể tồn tại và sống sót được. Và ngay sau đây hãy cùng đến với phần chia sẻ của một giáo viên Montessori, cô Lê Mai Hương, về bộ thẻ học cụ này nhé. Xin chào các bố mẹ. Mình mới biết là có hai bộ đồ dùng học tập Montessori rất là thú vị. Cái hai cái bộ đồ dùng đấy có rất là nhiều cái ưu điểm. Tất cả các cái thẻ từ và thẻ ảnh thì đều được làm rất là dày dặn và có tính thẩm mỹ rất là cao. Nội dung của bộ đồ dùng học tập đấy cũng đã được biên tập lại để phù hợp với cả văn hóa Việt Nam và học sinh của Việt Nam. Bộ đồ dùng tiếng Việt này cũng rất là đặc biệt, bởi vì tất cả các chữ để tập viết theo phương pháp Montessori thì đều là phông chữ tiếng Việt chuẩn. Thế nên khi mà em bé tập viết được như thế thì cái sự chuyển tiếp sang việc học lớp 1 là hoàn toàn không có bất cứ sự khác biệt nào cả. Và một điều rất đặc biệt nữa của bộ đồ dùng học tập này là giá thành của bộ đồ dùng học tập này rẻ khoảng độ bằng 1/3 đồ dùng nhập khẩu từ nước ngoài.
Đẹp quá. Con mẹ của con. À của con à? Thế con này là con gì? Con cọ. Không phải, con này là con cừu. Con cừu. Mẹ để con cừu ở đây nhá. Thế con này là con gì? Con kia. Con này là con sóc. Con sóc. Con để nhìn mẹ để con sóc ở đây này. Bây giờ mình sẽ để ba con vật ở trên bàn này nhá. Bây giờ mẹ sẽ hỏi thỏ. Con mèo đâu? Ồ đúng rồi, con mèo. Con cừu đâu? Ôi đúng rồi. Con sóc đâu? Ôi giỏi quá. Hỏi đúng cả ba con rồi. Thế bây giờ khi mà mẹ cháu các hẻ này, thỏ tìm cho mẹ con mèo đâu? À đúng rồi, con cừu. À đúng quá. Còn con sóc? À đúng rồi. Thế bây giờ đố thỏ chuyển cho mẹ con cừu ra đầu bàn. Con cừu chuyển ra đầu bàn. Chuyển ra đầu bàn cho mà. Đấy, đúng rồi. Giỏi quá. Mẹ thắng luôn ấy. À mẹ thắng luôn à? Thẻ con mèo đâu? Thẻ con mèo của con đâu? Đúng rồi. Chào em. Hôm nay chị sẽ giúp em cách để em có thể sử dụng đồ dùng học toán để hướng dẫn con mình tập viết số. Đây là bộ thẻ số của Montessori. Và cái điều đặc biệt của thẻ số là em nhìn thấy là tất cả các thẻ thì đều cùng một màu. Để đến khi mà bạn ấy có bị trộn lẫn các bộ thẻ với nhau thì bạn ấy vẫn có thể tìm lại được đúng, chỉ cần nhờ cái color code. Và các bộ thẻ của Montessori mà thẻ để tập viết như thế này ấy, thì nó chỉ quy về hai nét là nét thẳng và nét cong. Em nhìn thấy ấy, ví dụ như là nét thẳng thì ở đây này và nét cong này. Thì khi mà em chọn cho bạn ấy ba thẻ để tập viết số thì em nên chọn giữa cả nét thẳng và nét cong, và nên chọn những cái thẻ mà em nghĩ là nó đơn giản nhất để bắt đầu. Mình sẽ thử với cả ba thẻ này. Vậy thì khi mà học viết với cả bộ thẻ số này thì cái rất là quan trọng cho Montessori là mình sẽ tập viết trên nó luôn. Thì đây là cách một em bé Montessori sẽ học. Em sẽ giúp bạn ý biết là sẽ dùng hai ngón tay này để tập viết. Thêm một việc nữa là bởi vì nó có cái nét nhám thì khi mà cái xúc giác của bạn ý đi đến đâu, bạn ý sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Và nó hết cái nhám thì là bạn ý cũng cảm nhận được. Cách mình giữ thẻ này, một tay mình giữ thẻ và một tay mình làm. Ok. Một. Em thử đi. Một. Đúng rồi. Khi mà làm một hoạt động viết thì em bé sẽ ngồi ở bàn. Đồ dùng của bạn ấy sẽ phải để chính giữa của bạn ấy. Chứ không phải là để chính giữa của người mẹ hay là của người hướng dẫn. Mà là chính giữa bạn ấy để bạn ấy có thể quan sát tốt nhất. Mẹ sẽ ngồi bên nào hả chị? Em thuận tay nào thì em sẽ ngồi bên tay đấy. Còn bạn ấy dùng tay nào cũng được, vì đôi khi có những em bé bạn ấy thử cả bằng hai tay. Vâng. Và em sẽ không sửa bạn ấy. Đầu tiên mẹ sẽ giới thiệu cho Bu số này nhá. Bu biết số này số mấy chưa? Bu. Nào, Bu sẽ phải giữ thế này này. Bu nhìn tay mẹ này, mình dùng hai ngón tay nhá. Bu nhìn vào tay mẹ được không? Nào. Một. Đến với Bu đấy, Bu ơi, tô số 1 cho mẹ xem nào. Nào. 1. Đấy. Con làm xong thì con phải đọc lên cho mẹ xem đấy là số mấy nhá. Số 0 nào. Con nhớ làm theo đường mũi tên nhá. Ôi giỏi quá. Mẹ làm mẫu số 2 cho Bu xem nhá. Này, một tay giữ này. 2. Con làm đi. Nào. Đấy, đi theo cái miết đấy. Giỏi quá. Ok, con vẽ được số 2 rồi. Để hướng dẫn con thực hành hai hộp thẻ học cụ Montessori đạt hiệu quả cao nhất, bố mẹ đừng quên các nguyên tắc sau đây. Bộ thẻ này được thiết kế để bố mẹ quản lý. Vì thế bố mẹ không nên để con tự do sử dụng toàn bộ hộp thẻ. Bé có thể làm đảo lộn các thẻ và rất khó cất dọn. Mỗi lần thực hành, bố mẹ chỉ lấy ra 3 thẻ để vào giỏ trên giá cho bé sử dụng để việc cất dọn không trở nên quá sức với bé. Đây là dụng cụ học tập, không phải đồ chơi,
nên khi hướng dẫn con thực hành, bố mẹ không nên dùng từ chơi và cũng không nên dùng từ học, chỉ đơn giản là bố mẹ sẽ hướng dẫn con một hoạt động rất thú vị. Các hoạt động tập viết chữ và số nên được hướng dẫn trên bàn. Các hoạt động phân biệt động thực vật, màu sắc, hình dạng để học từ vựng, ngôn ngữ nói của bé có thể hướng dẫn ở bàn hoặc thảm hay chiếu, tùy điều kiện của mỗi gia đình. Bé có thể dùng tay trái hoặc tay phải để thực hành với thẻ. Bố mẹ không nên can thiệp đổi sang tay thuận mà bố mẹ muốn. Và cuối cùng, nếu bé không hứng thú hoặc không muốn học tiếp thì cũng không nên ép bé và yêu cầu bé cất dọn thẻ trước khi kết thúc. Các bố mẹ đừng quên tham gia vào mini game của Mầm Nhỏ để có cơ hội nhận được chính những bộ thẻ vừa được giới thiệu vừa rồi. Chúc các bạn nhỏ và cả các bố mẹ nữa sẽ có những giờ phút học mà chơi, chơi mà học vô cùng hào hứng và thú vị.